Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý bà con chia sẻ và có những đôi điều chúng ta cảm nghĩ về bé Tường Lam. Hôm nay thì xin phép quý khán giả, xin phép quý thầy, Phương Văn có trích lại một đoạn bách rau rất là ngắn chia sẻ về hình ảnh của bé Tường Lam. Được sư thầy cũng như là quý Phật tử mời đi công viên Thảo Cầm Viên. Kính thưa quý vị khán giả, trong thời gian qua thì hàng ngàn, hàng triệu khán giả khắp nơi trên toàn thế giới đều biết cái câu chuyện về bé Tường Lam, một cô bé mới 5 tuổi mà thuộc lào kinh Phật, và đồng thời có những cái ý niệm ăn chay niệm Phật và kêu gọi tất cả mọi người hãy là tu và bỏ những cái sân si phiền muộn trong lòng và đi tới những cái an lạc nhất có thể. Và vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy sự lan tỏa của bé Tường Lam trên cộng đồng mạng, và rất là nhiều nhà hảo tâm mạnh thường quân cũng là phát tâm phát cho bà con nghèo một số gạo đáng kể. Phải nói là trong thời gian đầu hình như là hơn một tuần thì đâu đó là 7 tấn gạo đã được nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân tặng cho bà con nghèo. Thực sự khi mà chúng ta là người lớn, đôi khi chúng ta kêu gọi Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm để cùng giúp đỡ cho ai đó, những người khó khăn vùng sâu vùng xa hoặc là hải đảo và hoặc là những cái nơi mà khó khăn, thì chắc có lẽ chúng ta cũng quyên góp kêu gọi lâu lắm. Nhưng mà cái sự phát tâm của bé Tường Lam thì làm cho lan tỏa, mà Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm đâu đó người ta tự nguyện đem cái số tiền cũng như là cái số gạo để mua phát cho bà con nghèo. Phải nói là đây là một cái điều mà rất là vui cho tất cả quý Phật tử, quý bà con và nói chung là tất cả cộng đồng mạng trên thế giới này. Nếu ai theo câu chuyện của bé Tường Lam thì rất là mừng, tại vì khi chúng ta được Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm cho như vậy là những người nghèo, những người khó khăn, người ta có những cái ấm no, và từ cái tấm lòng của tất cả mọi người thì những bà con nghèo cũng vơi đi một chút khó khăn trong cái giai đoạn nào đó. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi mình cảm thấy là 10 kg gạo hoặc là 15 kg gạo mình không thấy là bao nhiêu, nhưng mà những người khó khăn khi mà họ cực kỳ khó thì đôi khi 5-10 kg gạo họ mua họ ăn trong một tháng cũng là một cái điều mà họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đôi khi thực sự khó khăn không làm ra tiền và gia đình của họ luôn gặp những cái bất trắc trong cuộc sống, thì chúng ta thấy là dù 5 kg gạo, 10 kg gạo cũng đó là một cái điều rất là quý cho những người đang gặp khó khăn. Thì chính vì vậy đôi khi chúng ta có những cái phát tâm, và đặc biệt là một cái đứa bé 5 tuổi thì trong thời gian qua lan tỏa trên cộng đồng mạng về việc phát tâm tu tập cũng như là ăn chay niệm thật Phật, và cái việc làm của Tường Lam thì vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều cái sự phản ứng trái chiều về câu chuyện của bé Tường Lam. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn chia sẻ ở đây là tất cả những cái ý chung của mọi người, và ai cũng có quyền bình luận, ai cũng có quyền chia sẻ theo cái cảm nghĩ và cái ý kiến riêng của mình mà thôi. Ở đây thì Phương Văn xin phép tất cả quý bà con đôi khi chia sẻ có những cái câu chuyện mà chúng ta cứ nghĩ là mình đúng hay là mình sai, thì có những quý bà con cô bác có thể là cảm nghĩ về câu chuyện đó. Còn ở kênh Phương Văn thì xin phép được chia sẻ, Phương Văn xin trân trọng tất cả những cái ý kiến đóng góp của tất cả quý bà con, tại vì mỗi người mỗi ý khác nhau, mỗi người có những cái quan niệm khác nhau, cho nên ở đây thì quý bà con cô bác có thể là cái nơi để quý bà con cô bác chia sẻ những cái cảm nghĩ, cái tâm tư và những cái gì mình muốn nói, thậm chí là những cái việc mà mình bấy lâu nay mình không có thổ lộ cùng ai, hoặc là mình bức xúc không nói ra,
Thì trong cái kênh Phương Văn, quý khán giả theo dõi bất cứ câu chuyện nào quý khán giả có thể viết lên và chúc hết những cái nỗi niềm tâm sự của mình qua những cái cảm nghĩ hoặc là những cái việc mà bức xúc trong các câu chuyện nào đó vân vân, thì Phương Văn sẵn sàng chào đón tất cả quý bà con. Kính thưa quý vị khán giả, thì trong cái video này Phương Văn chia sẻ rằng cái sự lanh lợi của bé Tường Lam mà khi đi công viên khảo cầm viên thì được rất là nhiều cô chú anh chị ngưỡng mộ, tại vì họ đã xem qua những cái YouTube mà họ không ngờ là gặp bé Tường Lam ở ngoài đời thật, ở công viên, mà bé đi thì rất là lanh lẹ, nhanh nhẹn, và đi tới đâu thì rất là nhiều người ngưỡng mộ vì một đứa bé mới có 5 tuổi mà trong thời gian qua đã nổi tiếng trên cộng đồng mạng khắp nơi. Thì hôm nay quý cô chú bác gặp ở ngoài đời và trực tiếp gặp bé Tường Lam thì phải nói là các anh chị, cô chú cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi gặp được một người mà mình tưởng là không bao giờ gặp được. Tại vì đâu đó xem qua YouTube thôi, không ngờ gặp bé Tường Lam ngoài đời, và cô chú ôm một cái ôm phải nói là vô cùng hạnh phúc và dành những cái lời khen và ngưỡng mộ cho bé Tường Lam. Kính thưa quý vị khán giả, dù cho thời gian qua thì cũng có nhiều cái bình luận trái chiều, không có đồng ý về câu chuyện bé Tường Lam, không có về việc mọi người là ngưỡng mộ hoặc là mọi người đưa bé Tường Lam và họ cho rằng là đưa bé Tường Lam lên đến tận mây xanh, và thậm chí là mẹ bé Tường Lam cũng bị nhiều lời chỉ trích vô cùng. Kính thưa quý vị khán giả, thì thôi, giống như khi mà đưa lên YouTube thì rất là nhiều ý kiến khác nhau, cho nên là mỗi ý kiến là mỗi người tự bảo vệ cái quan điểm của mình. Mình nói như vậy là ý kiến của mình là đúng, nhưng người khác người ta cũng bảo vệ ý kiến của người ta là người ta đúng. Thôi thì ở đây nói chung hết là mong quý cộng đồng mạng và con cô bác khắp rơi hãy có những cái việc gì mà mình không hài lòng hoặc là có những cái sai sót nào đó thì hãy bỏ qua, và chúng ta hãy tha thứ cho những gì mà ai đó có thể là làm lỗi. Tuy nhiên mình cảm thấy người đó có lỗi, nhưng người khác thì cảm nhận là cái người đó không lỗi, thì đó là tùy theo cảm nhận của mọi người. Thôi thì chúng ta hãy rộng lòng bỏ qua tất cả, vì câu chuyện của bé Tường Lam cũng mong rằng là tất cả quý bà con, cô bác, những quý vị khán giả có thể rộng lòng bỏ qua, cũng đừng có những cái lời chỉ trích cũng như là nặng nề về phía gia đình của mẹ bé Tường Lam cũng như là bé Tường Lam. Thì chúng ta thấy thực tế ở đây là bé Tường Lam rất là nhanh nhẹn. Khi mà ở nhà hoặc là lên video thì nhiều quý vị khán giả cho rằng là tập bài tập bản trước, là tập kịch trước, nhưng mà thực sự khi mà đi ra ngoài tiếp xúc bên ngoài thì quý vị khán giả thấy là đôi khi tự phát ngôn của một cô bé linh hoạt mới có 5 tuổi mà đi tới đâu là không hề sợ sệt, đứng trước đám đông cũng không hề run sợ, cũng như là ngồi trước quý Phật tử, cả ngàn quý Phật tử ở chùa Hoàng Pháp được thầy đích thân đến nhà mời đến để giao lưu cùng với quý Phật tử. Phải nói là trong các quý Phật tử đó có những cô, chú, bác, và Tường Lam có thể gọi là ông bà, cũng là 6-70. Thì quý khán giả thấy là đâu đó quý bà con đi tham gia khóa tu để cho mình đôi khi mình cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng, mình bỏ những cái chút bỏ hết những cái nỗi buồn phiền và sân si để mình tìm một giây phút nào đó nó an lạc hơn. Đó. Thì bé Tường Lam cũng đã tham gia khóa tu bên chùa Hoàng Pháp, và rất là nhiều cô chú cảm thấy ồ trời, bé Tường Lam rất là dễ thương, rất là linh hoạt, và nhiều người cô chú là thấy yêu mến bé Tường Lam nhiều, rất là nhiều luôn. Và khi mà đi ra ngoài cũng vậy, thì bé Tường Lam tự phát ngôn, đôi khi những cái lời của bé Tường Lam á, rất là dễ thương, rất là chiều mến. Nhiều khán giả cứ đi theo bé Tường Lam và ôm bé Tường Lam vào lòng, cũng như là một cái gì đó mà gửi gắm một cái tình thương cho bé Tường Lam rất là nhiều.
Mà bé Thường Lan thì rất là vô tư vì một cô bé 5 tuổi và luôn luôn hoạt bát và nhanh nhẹn trả lời. Cặp mắt của bé Thường Lan luôn lúc nào cũng rất là sáng rỡ, không hề e dè, cũng như những cái đứa trẻ khác khi gặp người lạ thì rụt rè là sợ hoặc là thấy người lạ là tránh xa. Còn riêng bé Tường Lam thì khi đi ở trong công viên thì quý khán giả thấy là rất là nhiều cô chú đi tham quan ở Thảo Cầm Viên thì thấy bé Tường Lam đi cùng với sư thầy, mọi người xung quanh rất là ngưỡng mộ, kể cả những em mà tuổi teen cũng thấy bé Tường Lam ngưỡng mộ xin chụp hình chung. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi cái sự lan tỏa của bé Tường Lam thì chúng ta thấy là thực sự đây là một cái điều gì đó là mang lại cái tích cực hơn, như là mọi người đã nghĩ là bé Tường Lam có những cái tiêu cực và đâu đó có những cái lời bình luận là về phía tiêu cực hơn. Thôi thì những gì mà nó chưa xảy ra, ví dụ như nhiều cô chú bác nói là bé Tường Lam được gia đình cũng như bà ngoại cũng như mẹ bé Tường Lam và dựng lên câu chuyện để nhằm lừa gạt cộng đồng Mạnh Thường Quân, và nhiều hơn nữa cũng mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc để can thiệp vân vân. Thì thực sự là lời nói của quý khán giả Phương Văn cũng ghi nhận ở trên cái kênh của mình, nhưng mà Phương Văn không có cái ý kiến phân tích về những cái ý kiến của quý khán giả, mà Phương Văn cứ nghĩ rằng là thôi thì có những gì mà không hài lòng quý bà con thì mong quý bà con hãy bỏ qua cho bé Tường Lam cũng như là gia đình. Và thực tế thì cái câu chuyện đi xa hơn, mang tín ngưỡng, mang tín dị, mê tín dị đoan và làm cho người ta phải mù quáng u mê vân vân, thì cái điều đó nó chưa xảy ra. Và cái điều mà trước mắt chúng ta thấy là cái sự lan tỏa của bé Tường Lam thì mọi người hưởng ứng tích cực và đâu đó cũng làm cho chúng ta cảm thấy là rất là vui khi một đứa bé 5 tuổi mà ăn chay niệm Phật và thuộc lầu kinh Phật như vậy, thì các sư thầy cũng đã chia sẻ về cái câu chuyện của bé Tường Lam mà đọc những cái bài chú dài như chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, vân vân, các bài chú khác, thì các thầy đã nghe hết những gì bé Tường Lam đã đọc trong cái lời chú đó, thì thầy xác định là bé Tường Lam đọc đúng không sai chữ nào. Tại vì khi mà chúng ta chưa có và thuộc những cái bài kinh kệ đó thì chúng ta không có biết, thậm chí Phương Văn cũng không có biết luôn, tại vì biết cái tên như thôi, nhưng mà khi mà đọc thì dở sách ra thì mới dò theo. Mà Phương Văn cũng chia sẻ với quý bà con rồi đó, trước đây Phương Văn cũng có đi chùa và đọc cái bài kinh kệ theo sư cô, mở sách ra và đọc theo đó, thì Phương Văn đọc không có thuộc và bị lạc cái dòng. Giống như sư cô đọc tới dòng này mà Phương Văn lạc mất rồi đi tìm qua cái dòng khác hoặc là tìm nữa thì một hồi lạc mất tiêu, cho nên là tìm không có. Thì các cô chú kế bên nói mấy chị đi tới dòng này, tới dòng này, lấy cái ngón tay mà rà theo á quý bà con, rà theo mà còn bị lạc dòng chứ huống chi mà đọc. Thật sự những cái câu đọc khó vô cùng mà dài nữa, những cái chú Đại Bi cũng như các chú khác đọc mà rất là dài thì không hiểu bằng cách nào. Mà nếu mà học qua YouTube hoặc học qua một cái kênh nào đó hoặc là radio thì không biết các cô chú chia sẻ xem coi những cái bí quyết nào mà học nhanh nhất, thì đôi khi sau này Phương Văn cũng có thể là nghe để học theo, để đôi khi thuộc một vài cái bài chú như vậy, đôi khi để cho mình đọc để cho tâm hồn mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng đi, đôi khi mình có những cái nỗi ưu phiền nào đó vân vân đó. Nhưng mà Phương Văn đọc không có thuộc, quý bà con thành thật là xin lỗi luôn. Thì vừa qua cũng có những cái câu chuyện mà chia sẻ bé Tường Lam như vậy, và tới ngày hôm nay thì câu chuyện cũng vẫn chưa lắng xuống, có những cái phản ứng trái chiều, có những cô chú bác và có những người phân tích theo chiều này và phân tích theo chiều khác, có những người đồng tình và có những người không đồng tình. Nhưng mà Phương Văn thấy thực tế thì chúng ta biết đây là cái câu chuyện mà thực tế và đây là cái người bằng xương bằng thịt. Khi mà bé Tường Lam phát biểu cũng như cái lời nói hành động của bé Tường Lam thì chúng ta thấy là đây là cái việc làm mà được sự lan tỏa
được sự thương yêu mến mộ của mọi người đối với một đứa bé 5 tuổi. Và cái tấm lòng của bé Tường Lan, những cái mà kêu gọi ăn chay niệm Phật, thì đó là một cái phải nói là mọi người đều rất là trân trọng. Tại vì sao? Chúng ta là người lớn, thường thường chúng ta đi chùa, các bậc sư thầy sư cô cũng nói là mình nên ăn chay niệm Phật, rồi mình làm những cái điều mà tốt, phóng sanh, rồi phát tâm tu tập, cúng dường, vân vân. Đó thì những cái điều đó mà chúng ta có thể là tự bản thân mình thì không có làm được. Đôi khi mình còn trong cái cuộc sống mình mưu sinh mà, rồi sát sinh, rồi mình không có ăn chay niệm Phật được, rồi có những cái mà mình cần trong cuộc sống mình, đôi khi mình không thể nào mà nói hết được để mình buông xả, để mình tu tập, tại vì chúng ta còn phải lo toan trong cuộc sống nữa. Nhưng mà ở đây quý bà con thấy người lớn chia sẻ, kêu gọi người lớn thì vẫn không được. Còn huống gì chi một cái đứa bé như vậy, có 5 tuổi thì đâu có ai mà dạy dỗ, đâu có ai mà kêu gọi để cho bé đi vào trong tâm, trong trí não của bé như vậy. Tại vì bé phát tâm tu tập nè, ăn chay niệm Phật nè, khi bé đi đâu, bé gặp những cái việc gì, bé cũng nói gán tu tập, đi công viên thì nói những cái con động vật á, tự nói thôi chứ đâu có ai dạy. Tại vì đi dắt tay với sư thầy là đi trong công viên tung tăng như vậy đó, thì con bé rất là hồn nhiên. Nhưng mà bé Tường Lam gặp một cái con thú nào đó thì bé Tường Lam sẵn sàng nói các em gắn tu tập để kiếp sau thành người, nhớ nha các em, vân vân. Thì tự nhiên phát ngôn ra những cái lời nói rất là dễ thương của bé Tường Lam. Đó là cái từ tâm, chứ không ai dạy bé làm những cái việc đó, mà cũng không ai dạy bé khi mà bé tự phát ngôn ra, không có ai biết trước mà dạy. Thì chúng ta thấy thường con ở nhà, con của nhà mình đó, hồi lúc nó còn nhỏ, đôi khi nó nói những cái câu gì mà rất là dễ thương, mình cảm thấy ô sao giật mình luôn, không có ai dạy bé mà bé nói được vậy. Đó, thì trong suốt quá trình mình nuôi con, lúc còn bé, thì đôi khi các bé nó tự phát ngôn ra những cái câu nào đó mà mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Ủa sao không ai dạy bé chân, không ai dạy chân mà sao mà nói được vậy. Đó, rất là bất ngờ. Thì chắc có lẽ là ai cũng vậy thôi, khi mà Phương Văn nuôi con thì trong quá trình nuôi con thì cũng có những câu nói làm cho mình trời ơi làm sao, nói ra rất là dễ thương, phải nói là siêu dễ thương luôn, mà trước đó không ai dạy bé nói, tự động một lúc nào đó nó phát ngôn ra những cái từ đó, những cái câu đó làm cho mình rất là yêu con, và đồng thời là những câu đó mình cái bất ngờ quá, không biết ai dạy con. Đó, thì như bé Tường Lam cũng vậy. Thì cái việc mà ăn chay niệm Phật và phát ngôn ra những cái từ mà gọi là kêu gọi ăn chay niệm Phật tu tập, hoặc là khi mà gặp một cái việc mà sát sinh đó, thì bé tự đọc ra cái bài chú để hộ cho những con vật đó, vân vân. Thì cái việc đó là từ tâm của bé thôi, mà chúng ta nhìn thấy thực tế, thứ nhất cái việc mà không có pháp đó trong cái lời nói á. Ví dụ như đọc kinh kệ là không có pháp nè, đọc những bài khấn là không có pháp nè, rồi những cái công chú là cũng không có pháp nè, thì phải nói là quá lưu loát như vậy. Thực sự khi chúng ta thoạt nhìn mặt, nếu như mà khán giả cho rằng là bé Tường Lam được dạy dỗ trước, được học thuộc đâu một vài năm gì đó, thì nếu như bây giờ nó 5 tuổi, khi mà đọc vài năm trước thì có 2-3 tuổi, mà 2-3 tuổi thì làm sao mà đọc thuộc những cái bài kinh kệ mà lầu lầu như vậy. Phải nói là cái trí nhớ siêu phàm của bé, chứ không phải là bình thường. Mà chúng ta có thể là quán chiếu lại, có thể là tiền kiếp trước, mình cứ suy đoán vậy thôi, tiền kiếp trước có thể con bé Tường Lam này nó có căn duyên tu, hoặc là trước đây là một cái người mà cũng đã từng tu hành, và tới kiếp này thì vẫn còn vương phấn lại, và đâu đó thì tự nhiên phát tâm ăn chay niệm Phật. Còn cái việc đọc thuộc lào kinh Phật á, thì nếu như có hai cái giả sử, nếu như mà bé Tường Lam học từ YouTube, học từ cái
radio hoặc từ một cái nguồn nào đó mà bé Tường Lam đã được nghe, nghe đọc rồi bé Tường Lam đọc lại. Nhưng mà đối với một đứa trẻ 5 tuổi như vậy, phải nói là cái trí nhớ rất là thông minh, trí nhớ siêu phàm, chứ không phải là bình thường đó. Tại vì mình là người bình thường mà, các cô chú vừa rồi cũng chia sẻ đó, cô tu là nhiều năm, mà tu ở nhà và đọc kinh như vậy là cô đọc còn vấp lên vấp xuống. Chính các cô nói nè, à, các cô, các bác đã lớn tuổi nói tôi đọc cũng không có thua, tôi hơn 60 tuổi rồi mà tôi đọc tôi vẫn còn vấp lên vấp xuống. Thì cái điều đó là bình thường thôi, vì ai học không phải dễ, phải học cũng phải vấp. Chính bản thân Phương Văn mà đọc mà lấy ngón tay rà theo mà còn còn bị lạc dòng thì quý khán giả thấy là nó không phải dễ. Đọc những cái kinh kệ đó thật sự là khó vô cùng, mà bé Thường Lam đọc thuộc như vậy thì có lẽ là mọi người khi bước đầu cũng cảm thấy dành lời khen cho bé rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì có những cái bình luận là có những cái làm cho cộng đồng mạng phải quan tâm, là có những cái trái chiều và đồng thời chỉ trích mẹ bé Tường Lam cũng như là gia đình. Thôi thì nếu như có việc gì xảy ra thì không có làm hài lòng hết tất cả quý bà con, thì mong quý bà con hãy bỏ qua cũng như là tha thứ những gì mà làm mà trái với ý mình. Thôi để cho bé Tường Lam luôn hồn nhiên và vui chơi với, cũng như là những cái gì mà lứa tuổi của bé Tường Lam hồn nhiên tung tăng chơi đùa cùng với bạn bè. Nhưng mà quý khán giả thấy công nhận có cái sự khác biệt không? Đồng trang lứa với bé Tường Lam thì không thể nào các bé ăn chay được, và không bé nào biết niệm Phật được, không bé nào đọc được bài chú, và tất cả những cái bài kinh kệ thì dù cho bé nào mà có nghe đi nữa cũng không bao giờ để tâm mà thuộc những cái bài chú khó như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy là quán chiếu lại là bé Tường Lam đã có một cái căn duyên về Phật Pháp cũng như là về ý niệm ăn chay niệm Phật để là tu tâm, và đồng thời là kêu gọi mọi người đừng sát sanh ăn chay niệm Phật và phát tâm tu tập như vậy để đem lại cái sự an lạc cho quý bà con, quý mọi người. Thì chúng ta thấy là đây một cái điều mà chúng ta cũng nên, nếu như không bé có bé Tường Lam đi nữa thì trong nếu mà ai mà đi theo bên Phật giáo hoặc là đi bên Công giáo hoặc là bất cứ đạo nào, thì chúng ta thấy dù cho chúng ta đi theo đạo nào thì cũng hướng tới cái điều mà làm thiện, hướng tới cái điều mà tích cực trong cuộc sống, và luôn đem tới cái đẹp và cái yêu đời trong cuộc sống của chúng ta. Dù cho đạo nào cũng vậy. Nếu ai đi theo đạo Phật thì như bé Tường Lam đã nói là ăn chay niệm Phật, đừng sát sanh, vân vân. Thì những cái câu nói đó thì chúng ta thường đi chùa là thường xuyên nghe những cái bài kinh kệ cũng như là các thầy các cô giảng đạo, giảng những cái bài thuyết pháp, thì chúng ta thấy là rất là hay, rất là đi vào lòng người. Và đồng thời đâu đó có một lúc nào đó chúng ta cũng cảm thấy mình cũng giảm bớt cái nóng giận, giảm bớt cái sân si để trong lòng chúng ta nhẹ nhàng. Thì tất cả là cũng mang lại cái điều tốt đẹp cho mọi người, tốt đẹp cho chúng ta mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay Phương Văn xin phép chia sẻ một vài hình ảnh cũng như là cảm nghĩ của Phương Văn về bé Tường Lam khi mà bắt gặp hình ảnh bé đi bên ngoài cũng như là hoạt ngôn rất là năng động và đồng thời là rất là tự tin trước đám đông, không những cái nơi nhỏ hẹp trong gia đình hoặc là cái nơi mà bé Tường Lam thường đi lui tới, được các sư thầy sư cô thương yêu trong một cái phạm vi nhỏ hẹp, mà ở đây bé Tường Lam đi ra ngoài công viên Thảo Cầm Viên của thành phố Hồ Chí Minh ở tại quận Nhất. Thì cái sự nhanh nhẹn tháo vát của bé Tường Lam gặp các cô chú bác chào, những người khán giả hâm mộ mình là bé Tường Lam luôn luôn chào niềm nở, và những người ngưỡng mộ muốn chụp hình bé Tường Lam thì bé sẵn sàng chào đón cũng như là rất là thân thiện với mọi người, thì không hề sợ sệt và luôn có những cái lời nói rất là ngoan, rất là lễ phép, chào ông bà, chào cô chú,
Chào tất cả các em, con mấy con thú nuôi ở trong trong chuồng đó, thì nói các em gắng tu tập nha, để sau này kiếp sau mấy em trở thành thành người vân vân. Thì cái lời nói vô tư của bé Tường Lam nhưng mà làm cho chúng ta thấy, ồ, con bé này nó rất là lạ, nó rất là khác thường hơn những cái đứa bé 5 tuổi cùng trang lứa. Thì chúng ta thấy là đây là cũng một cái niềm vui, cũng là một cái điều mừng, vì mỗi một người có đều có một cái tâm niệm, phát tâm tu tập làm lành lánh dữ vân vân đó. Thì chúng ta thấy là đây là một cái sự lan tỏa để cho mọi người có thể là ăn chay niệm Phật, làm những cái việc tốt và tâm thanh tịnh, đừng quá sân si, để cho lòng chúng ta nhẹ nhàng đi vân vân. Thì đây là một cái câu chuyện mà trong thời gian qua tới ngày hôm nay thì nhiều sư thầy ở các chùa cũng như là chùa Hoằng Pháp cũng đã mời bé Tường Lam lên thuyết pháp, lên dự những cái khóa tu, và đồng thời trong cái buổi thuyết pháp của thầy, thầy cũng chia sẻ và mời bé Tường Lam ghi hình vân vân, và nhiều Phật tử cũng ngưỡng mộ bé Tường Lam và mời thầy cũng như là gia đình đi tham quan ở công viên Tao Đàn, Thảo Cầm Viên đó quý vị khán giả, vân vân. Nói chung là rất là nhiều cô chú dành tình yêu thương cho bé Tường Lam hơn là việc mà để ý tới những cái nói những cái câu nói của bé Tường Lam mà chỉ trích như vậy. Thì thực sự ra là chúng ta cũng nên xem xét lại, và đồng thời có thể gì bỏ qua được thì chúng ta bỏ qua, cũng đừng có chỉ trích nặng nề về gia đình bé Tường Lam thì rất là tội nghiệp, vì hiện tại thì bé cũng rất là vô tư, chưa hiểu được hết những gì mà quý khán giả bên ngoài đã bình luận, cũng như là lên YouTube, cũng như là cái bình luận ở trên YouTube hoặc là các trang mạng xã hội khác. Vì bé chỉ có nghe và nhìn và bé chưa có đọc được chữ, thành ra những cái gì quý bà con bình luận ở trên mạng xã hội, qua những cái kênh về những cái kênh khác, thì bé Thường Lam không có đọc được. Nếu một ai đó nói lại thì bé Thường Lam có thể nghe, nhưng mà thôi thì những gì quý cô chú bác dành một cái tình yêu thương cho bé Thường Lam cũng là quý rồi, còn những gì mà nói về tiêu cực thì có thể là bé Thường Lam không biết và không nghe và cũng không thấy. Thì để cho bé vui chơi cùng với trang lứa, trở lại cái tuổi thơ bình thường của bé giống như bao đứa trẻ khác. Thôi thì Phương Văn hôm nay xin phép kết thúc video ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú bác, anh chị có những cái cảm nghĩ tích cực về câu chuyện này. Một lần nữa xin kính chúc quý cô chú bác anh chị thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau. Xin chào tất cả chị em phụ nữ. Hôm nay Phương Văn giới thiệu làm đẹp những mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam nha quý bà con. Hôm nay là giới thiệu những cái sản phẩm mà sản phẩm này được dùng trong thẩm mỹ Hoài Anh. Đây là một trong những cái sản phẩm mà nổi tiếng và đồng thời là rất là nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. Ví dụ như đây là serum nè quý bà con, 30 ml thì 390, đây là giá niêm yết toàn quốc và ship cho tất cả chị em phụ nữ toàn quốc ở Việt Nam, ở ngoài thì nước ngoài thì không ship được. Ở đây là quý bà con thấy đây là combo body làm kem mà dưỡng trắng ngày ngày và đêm, và thực sự khi mà chúng ta dùng thời gian là cái da của chúng ta rất là mịn màng, và cái da cổ quý bà con thấy thường chị em phụ nữ hay mặc cái cổ áo kiểu hở đó, thì thời gian cái da cổ của chúng ta rất là đẹp, rất là trắng mịn màng, trắng hơn cái mặt của mình nữa. Và giới thiệu đây là một cái sản phẩm mà sữa rửa mặt và nước tẩy trang, tuy nhiên chúng ta có thể là dùng riêng. Nước tẩy trang rất là cần thiết để chúng ta tẩy sạch những chất bụi bẩn, chỉ có 280.000. Tất cả giá này được niêm yết trên toàn quốc nha quý bà con. Serum phục hồi da và kem dưỡng trắng ngày và đêm 400, 400 và nước hoa hồng. Đặc biệt là nước hoa hồng, cái bước đầu tiên để chúng ta làm sạch và giữ ẩm làn da trước khi chúng ta dùng những cái kem khác. Và đồng thời bây giờ chúng ta tiếp tục những cái sản phẩm khác làm mềm môi, đẹp môi khi mà da khô nứt rồi đó. Đây là sữa rửa mặt nào quý bà con,
Rồi đây là combo chống lão hóa. Và đặc biệt cái lớp cuối cùng là kem nền có độ là SPF 50 trở lên. Cái giá có 600. Thực sự là khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì cũng không thể thiếu được cái kem phủ bên ngoài để chống ánh nắng và đồng thời luôn luôn bảo vệ làn da của chúng ta. Và phía dưới là những cái toner và sáp dưỡng môi và những cái loại kem thì Phương Văn sẽ giới thiệu cho tất cả quý chị em phụ nữ. Khi mà làm đẹp thì ai cũng mong muốn cho mình có hiệu quả. Thực sự đây là những cái sản phẩm mà phù hợp cho chị em phụ nữ ở Việt Nam cũng như là Á Đông. Thực sự ra mà nói những cái sản phẩm này rất là mềm. Và số điện thoại Phương Văn để trên màn hình, nếu quý bà con gọi không được, nhắn tin, sau đó Phương Văn sẽ gọi lại và tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn quý khán giả.